chào các bạn. Dùng cách nào để bồi bổ cho cái người bị bệnh ung thư dạ dày? Canh trứng đầm lê, rễ đầm lê là dùng 50g, 2 trứng gà, dùng đường phèn 1 muỗng. Rễ đầm lê có bán ở bên ngoài phía Bắc á. Rửa sạch, đổ vào cái nồi rất nhỏ, rồi đổ vào một cái tô nước lớn, nấu ở lửa nhỏ trong vòng 20 phút phút thì còn lại nửa tô, rót cái nước này ra, bỏ cái xác, đổ cái nước thuốc vào cái nồi rang nha các bạn, rồi nấu lửa rất nhỏ cho sôi, rồi đập trứng đổ vào cái nồi này, bỏ cái vỏ đi, rồi thêm một cái muỗng đường phèn, đó. Tiếp tục nấu sôi tầm 3 phút, rồi sau đó nhấc xuống, dùng, ăn điểm tâm, nếu mà thấy ngon miệng thì ăn luôn một lần cho nó hết, còn nếu mà ăn không hết thì chia làm 2 lần, sáng một buổi, chiều một buổi ăn cho hết. Những cách ăn thường có thể ăn ngăn ngừa ung thư dạ dày phát sinh hoặc tái phát. Canh thủ ô táo, đại táo phải dùng 10 trái, thủ ô thì dùng 15 gram và cái hướng là tùy cái lượng vừa phải. Và hướng nhật quỳ lột bỏ da, ta lấy cái nhịn trắng thôi, rồi mỗi một lần 5-6 gram thôi, nấu chung với thủ ô và đại táo, uống nước ăn táo mỗi một ngày 1 gram, một cái liệu trình 20-30 này nó thì ung thư dạ dày với cái dạng hít khí đều là hao tổn. Bây giờ canh thịt heo 1 miên, da cây 1 miên là da cái cây gạo các bạn, 1150 gram, rồi thịt heo nạc là 150 gram, thêm 5000ml nước, nấu từ 7-8 giờ, sắc cho nó kẹo lại, nó còn có 1 chén thôi, mỗi một ngày thì 1 lần. Nếu mà sau khi uống liên tục 1 tuần cảm giác là đau nhức sẽ giảm bớt thì sẽ tiếp tục là dùng cho đến khi là hết cái nhức đầu thì thôi. Trong khi hóa trị ung thư dạ dày, những cái thức ăn như thế nào là nó thích hợp? Đó là khi vào hóa chất, những cái thực phẩm mà bảo vệ thân thể khỏi những cái phản ứng phụ nguy hại, đó là quỳ hoa, hầu đào tương, củ trà, măng tây, nhãn, hạt đào, cá trích, tôm, cua, sơn dương, nước dê núi đó các bạn, huyết ngỗng, sứ biển, bào ngư, cá chép, nấm hương, hắc mộc nhĩ, chim cút, cháo mễ nhân, cá chấm, ốc lát, đậu xanh, rau kim châm, táo, cải nhám, mướp, bầu, rùa đen, ô mai, quả sung,
và huyết bảo. Hóa chi, xạ chi, ung thư dạ dày, làm cho thông tiêu hóa, sinh mục. Nên bạn uống thế nào để chữa trị? Bột hóa sen 2 muỗng canh. Trước hết ta đổ vào nước sôi để nguội, rồi trộn đều, bắt lên lửa nấu cho đến khi mà nó thành hồ. Nó có tác dụng là bổ máu, điều hóa nội tạng, làm mạch dạ dày rất là tốt. Cao sơn cha mùi chua, vừa kích thích cái thèm ăn, có tác dụng tăng cường xúc tác chất dạ dày, dạ dày chất xúc tác phân giải mỡ, dễ tiêu hóa thức ăn. Cúc nha sao 10 gram, rồi trần bì là 10 gram, sắc uống kết hợp dùng để tiêu hóa thức ăn bị ứ trệ, gây ra cái bệnh sừng bụng. Hay bột nếp ta dùng 10 gram, bột gạo, đường phèn mỗi thứ 250 gram, bột linh, hoài sơn, dính thực, hạt sen mỗi thứ dùng 20 gram. Hạt sen thì bỏ tim để chung với hoài sơn, dính thực thì sao khô nghiền thành bột, rồi trộn đều với bột gạo, bột nếp, đường trắng, có đường phèn chứ, rồi hấp chín. Mỗi ngày thì nên ăn khi bụng đói, ăn vừa phải, thích hợp dùng trong các cái chứng mà tùy bị suy yếu dẫn đến cái chứng mà sừng bụng. Hay cá chép 300 gram, đậu xì 6 gram, tiêu 1 gram, đường sống là 2 lát, bi bì 6 gram, cá chép đánh vây bộ bụng, lấy cái chất dơ ra, rửa sạch, đổ nước vừa phải, nấu chín, chờ thì nó hơi nguội nguội thì bắt đầu uống nước canh. Ăn cá nó thích hợp cho cái bệnh dạ dày bị lạnh gây cho người đờ đẫn. Hay bao tử heo 100 gram, rau tẻ 100 gram, bao tử heo cắt miếng nhỏ rửa sạch, rồi trộn với nước vừa phải, nấu thành cháo. Cái bao tử heo á, cholesterol là nó cao cho nên những người tim mạch không có dùng. Đó, cái bài cho những người đã bị bệnh dạ dày mà đã bị hóa chất xạ trị và các thức ăn uống rất quan trọng, chúng ta cũng nên tham khảo và áp dụng cho người bệnh để mà hỗ trợ trong cái vấn đề mà khi người ta đang bị hóa chất xạ trị, cái vấn đề mà lấy thuốc và cái vấn đề cơ thể nó bị tiêu diệt những cái hồng cầu và tiêu diệt bạch cầu, khi hóa chất người ta sẽ có cái hiện tượng là